cái gì mà múa may dữ vậy? Chào chị Ngọc Lan, em vừa chế tạo ra một cái vật thần kỳ, siêu công hiệu luôn. Vật thần kỳ? Thần kỳ ở chỗ nào? Chỉ cần chị Ngọc Lan không thích điều gì, nói ra thì cái vật thần kỳ này sẽ lọc điều đó khỏi chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan ghét mụn. Đây, bị mụn thì nên đi gặp bác sĩ da liễu hoặc qua gặp Dr. Khỏe, sức kem trộn là mụn nhiều hơn đó nha. Ghét xấu. Đây, có khẩu trang là hết thấy sao? Kỳ á, thấy nó sai sai thì sao đó. Nè, em trêu chị đúng không? Hả? Dr. Khỏe ơi, cứu con. Đứng lại đó, đi ra đây cho dì xử tội nè. Ai chà, cái vụ này thì Dr. Khỏe không bên con đâu nha. Dám chọc Ngọc Lan hả? Đi ra đây để chị tét vô mông mấy cái cho chừa cái tội dám ghẹo chị. Thôi, em giỡn mà chị Ngọc Lan, cho em lấy công chuộc tội đi. Sao? Em có công gì mà lấy hả? Nói chị nghe coi. Cái gì? Còn bày đặt lấy cái rây lọc ra để dụ chị nữa hả? Không phải. Ý em muốn nói là em cũng giống như cái rây lọc vậy đó. Đâu, nói cho chị nghe thử coi. Nè, nhưng mà nói đúng đó nha. Thì em có khả năng giúp chị Ngọc Lan và mọi người thanh lọc thận đó. Trời ơi, bây giờ còn định nâng cấp cái mức độ xí gạt lên nữa hả đầu bắp? Không không, không đâu nha Ngọc Lan. Cái này là đậu bắp nói thật đó. Cái này tao có thể bảo chứng cho đậu bắp nè. Bây giờ thì Dr. Khỏe phải giải thích cho Ngọc Lan đi thì Ngọc Lan mới tin. À, đậu bắp vốn dĩ lợi tiểu. Do đó trong bữa ăn mỗi tuần, nếu bổ sung đậu bắp từ 2 đến 3 lần sẽ giúp giải độc thận rất tốt nhờ tăng bài tiết nước tiểu. Với lại em rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp nhuận tràng, giúp tăng cường nhu động ruột, đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể, tránh nguy cơ táo bón gây nhiễm độc cho cơ thể nè. Ủa, vậy mình làm gì với đậu bắp để giúp thanh lọc thận vậy Dr. Khỏe? Thì có thể dùng đậu bắp nấu canh hoặc hấp, tránh luộc bỏ nước sẽ mất hết tác dụng của đậu bắp. Đây là cách vừa có món ăn mà vừa không bị mất chất nhớt có trong đậu bắp nha. À, như vậy thì đơn giản quá. Tuy đậu bắp giúp thanh lọc thận, nhưng người bị sỏi thận thì không nên ăn đậu bắp thường xuyên nha. Ủa, sao kỳ vậy? Dr. Khỏe hãy giải thích cho Ngọc Lan và mọi người biết đi. Đó là vì đậu bắp giàu oxalat sẽ làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Với lại, người bị hội chứng ruột kích thích và một số bệnh đường ruột khác dễ nhạy cảm với thực phẩm, có hàm lượng fructan cao như đậu bắp, có thể gây ra tình trạng tiêu chảy, đầy hơi nếu ăn nhiều đậu bắp. Quý vị khán giả hãy lưu ý những thông tin này nhé. Và bây giờ thì Ngọc Lan, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin được chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại nha.